Các nước cần thành lập hệ thống theo dõi sức khỏe dành cho những người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Đây là khuyến cáo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO về hệ lụy của đợt nắng nóng đang ảnh hưởng tới hàng triệu người ở cả ba châu lục Á, Âu và Mỹ. Theo WHO, tình trạng nắng nóng thường làm trầm trọng thêm những chứng bệnh đặc biệt đáng lo ngại ở nhóm bệnh tim mạch, tiểu đường và hen suyễn. Nắng nóng cực đoan gây hậu quả nặng nề nhất với những người thích ứng kém nhất như là người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người nghèo và người vô gia cư. Tình trạng này cũng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế. WHO đang phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới hỗ trợ các nước xây dựng kế hoạch hành động để ứng phó và giảm những tác động của tình trạng nắng nóng cực đoan tới sức khỏe con người.